Mở rộng điều tra, ông Phùng Mỹ Luông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Mỹ Luông, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan. Theo cơ quan điều tra, ông Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, để được khai thác cát trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định, Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép hơn 197.000 mét khối cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.